đều là một trải nghiệm. Và món ăn nào thì mình cũng muốn thử. Vâng, như đầu video á, là anh chị xem là dòng loa 5.8 thì dòng loa đó bên em được lắp ráp là 2 bass 40 và bảng mạch điều chỉnh thế hệ mới có reverb và echo đầy đủ cho anh chị luôn, micro thì xịn sò. Còn ở đây là dòng loa 6.2 thì nó sẽ khác về bộ phận bo mạch, thì dòng này là bo mạch nó sẽ cao cấp hơn, thì nó sẽ có mức giá là 6.2 nha mọi người, thì cũng là micro cao cấp. Và loa sử dụng là luôn pin và điện trực tiếp luôn nha mọi người, anh chị có thể sử dụng pin hoặc là sử dụng điện trực tiếp đều được ạ. Và kết nối đa phương tiện nha mọi người, anh chị có thể kết nối với tivi này, điện thoại này, laptop và máy tính bảng, hoặc là anh chị kết nối coi dây hoặc là kết nối bluetooth đều kết nối được nha mọi người, kết nối đa phương tiện. Và pin ắc quy ở trong thì bên em được trang bị là pin ắc quy lớn nha mọi người, pin ắc quy là 6 kg. Thì nếu mà anh chị muốn ráp cấu hình cao hơn thì mức giá tiền nó sẽ cao hơn nha mọi người, nhưng mà dòng này giá 5.8 và 6.2, nhưng bên em vẫn nâng cấp cho anh chị là về bộ phận micro cũng như là bảng mạch là có reverb và echo đầy đủ cho anh chị luôn, tại vì ở đây bên em là giá xưởng cho nên luôn tốt nhất thị trường nha mọi người. Rồi anh chị có đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại được để trên màn hình cũng như là dưới phần mô tả, bên em có để lại phần mô tả chuyên sâu về dòng loa này, hoặc là anh chị cần tham khảo về phần review thì anh chị có thể là xem lại video trước nha mọi người. Và anh chị chưa đăng ký kênh, vui lòng cho bên em một lượt đăng ký cũng như là một lượt chia sẻ và một lượt like, và nhớ nhấn chuông để đồng hành cùng Phương Nam Sài Gòn nha mọi người. Và ở đây là những đơn hàng của những anh chị trên mọi miền tổ quốc, những anh chị khách hàng mới cũng như là những anh chị khách hàng đã mua rồi và tin dùng và đã mình giới thiệu cho người quen để người quen mua bên shop rất là nhiều luôn nha mọi người. Rồi cảm ơn tất cả anh chị đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ Phương Nam Sài Gòn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo 0969 623 625 0862 623 625 để được tư vấn và đặt hàng. Tham khảo sản phẩm tại kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Quý khách hãy đăng ký kênh và cho một like để ủng hộ. Đừng quên bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật nhiều video review sản phẩm mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.